thư viện Phật giáo hòa hảo thực hiện diễn đọc chuyện bên thầy trân trọng kính mời quý vị quý Phật tử và quý đạo hữu lắng nghe chuyện thứ 281 đến chuyện thứ 290 chuyện thứ 281 xét túi thầy tôi được phân công vào công việc quét dọn văn phòng. Lúc này là thời gian sau ngày 14 tháng 11 năm 1946, Bính Tuất. Đức Thầy đã tham chánh trong Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ. Ngài phải đi hội họp suốt. Đức Thầy đi công tác bằng xe riêng thì ít, mà đi xe ngoài thì dường như mỗi ngày. Tôi suy nghĩ tiền đâu mà chi dụng việc đi lại này trong bụng có ý xem thử túi thầy còn tiền nhiều ít mai sau một bữa đức thầy máng bộ đồ trên lầu rồi đi xuống tầng dưới tôi liền bước lại gần định mò vào các túi như ý đã muốn trong người tự nhiên trung cầm cập tôi cố kìm nén đưa tay rơi vào túi áo túi quần nhưng không thấy một đồng nào hết xong tôi bước ra ngoài nhìn xuống xem thế nào cùng lúc đức thầy ở ngoài cửa nhìn lên thấy tôi ngài nói lớn xét túi rồi thấy có gì không tôi hết hồn đứng như trời trồng không biết sao mà trả lời đức thầy kêu hỏi nữa xét túi rồi thấy có gì không sao không trả lời mấy anh em trong văn phòng xúm lại hỏi tôi thầy hỏi ai vậy anh ba tôi bẽn lẽn nói Thầy hỏi tôi đó, vì tôi thấy mỗi ngày thầy đi công tác mà không thấy ai hiến giúp tiền cho thầy, thì tiền đâu thầy làm lộ phí. Tôi thử xem thì thấy túi ngài không có một đồng nào. Không biết làm sao thầy chi dụng. Tôi lo sẽ bị đức thầy quở trách nặng nề. Mai sau, ngài bỏ qua không rầy rà gì. Chắc ngài cũng mặc nhiên. Để cho tôi kiểm túi, và chính tôi lên tiếng với mọi người là Đức Thầy không tích trữ tiền nông gì của thế gian mà Ngài có cách riêng của Ngài để đi lại độ đời. Theo ông Ba Đừng Chuyện thứ 282 Tiếp đón Thầy Ngày 25 tháng 5 năm 1945, Ất Dậu, Đức Thầy về thuyết Pháp tại sân vận động quận Tân Châu, phía sau đình thần Long Phú. Ban tổ chức thấy nơi lễ đài có nắng rọi xuống, nên có ý định vào đình mượn đỡ cây lọng nơi thờ thần. Đức Thầy nghe thì cản lại không cho, và Ngài nói, Thầy à, không phải là người ham đi lọng đâu. Mọi người đành thôi, không dám cãi lời Thầy. Một lần khác, vào ngày 19 tháng 6 năm 1945, Ất Dậu, khi công tác quyến nông ở sân vận động cần thơ gần kết thúc thì đức thầy cho thơ ký gửi thơ báo cho ông hương bộ thạnh biết ngày mai đức thầy sẽ về thăm tín đồ và gia đình ông hương bộ nhận được thơ ngay chiều hôm ấy ông hương bộ nhờ người liên hệ ban quý tế của ba ngôi đình thần nhân nghĩa nhân hưng và nhân ái mượn ba bộ đồ lễ gồm thương giáo, tàn lộng, quy hạt, về đặt trên ba bộ ghế nghi ở ba nơi trước cửa nhà, ngoài đầu ngõ vào và trước cổng tam quan cao rộng. Ngoài cầu mát thì chân trên bàn bộ lư, đèn hình rồng phụng rất đẹp mắt. Sáng hôm sau, ban tổ chức và đông đảo tín đồ lớn tuổi, mặc quốc phục đứng hai hàng dài thẳng vô tới nhà để chuẩn bị nghênh đón Đức Thầy. Đúng 8 giờ, Đức thầy đi trên chiếc cano, ghé vào bến cầu nhà mát của ông Hương Bộ, vừa bước lên nhà mát, Đức thầy hỏi: Ai đứng ra tổ chức việc này đây? Không nghe ai đứng ra trả lời, Đức thầy nói: Nếu không ai nhận thì tôi về Cần Thơ liền. Lúc ấy, ông Tám Thẻ, trong ban tổ chức bước tới, cúi đầu thưa: Bạch thầy, anh em tín đồ nghe tin thầy về mừng quá nên mới tổ chức như vậy đặng tiếp đón thầy cho long trọng đức thầy nói như ra lệnh thôi dẹp hết đi đó là nghi lễ dành để tiếp trước thần thánh còn tôi không cần đâu bà con nên dẹp hết anh em nghe đức thầy nói cũng còn chần chừ chưa ra tay dọn dẹp chờ xem đức thầy có nghĩ lại mà thương tình chấp nhận không chờ một lúc đức thầy lặp lại nếu bà con không dẹp tôi sẽ trở lại cần thơ thấy đức thầy đã nhất quyết mọi người đành tranh thủ dọn dẹp sạch hết những món đã trang trí bại biện ngài chỉ chịu vào nhà khi dọn dẹp xong ngài chỉ sử dụng một cái bàn trong nhà mà trên bàn chỉ còn một bình bông đơn giản với chai nước trắng cùng một cái ly để ngài uống thấm giọng trong khi thuyết giảng với bà con tín đồ theo ông hương bộ võ mậu thành chuyện thứ 283 thầy sắm cây dù bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 1941 tân tỵ nhà cầm quyền pháp an trí đức thầy tại nhà ông ký giỏi ở bạc liêu họ cấm ngài không được tiếp xúc với quần chúng bên ngoài dù xa hay gần họ còn buộc sáng thứ hai mỗi tuần ngài phải đến trình diện tại sở cảnh sát chính trong tình cảnh áp bức phi lý này đức thầy đã viết nên bài thi đi trình báo việc chi mà phải đi trình báo mỗi tháng bốn kỳ nhọc cảnh ông đợi mái quyền cư xây đến mức tính xong cuộc thế lại non bồng. Thứ hai, bừng sáng mưa tầm tã, lính đứng ngoài đường dục giả ông. Kiếp khách trần gian, dai lắm nợ, để đền trọn nghĩa với non sông. Người cười, người nhạo bảo ông điên, ông chẳng giận ai, cũng chẳng phiền. Chỉ tiếc trần gian đùa quá dội, Chưa tường điên tục hay điên tiên. Bạc Liêu, mùng 6 tháng 6 năm Tân Tỵ Nhằm ngày 30 tháng 6 năm 1941, Vì quá mến mộ ngày, Tín đồ các nơi bất chấp mọi cấm đoán Của nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ, Tìm mọi cách len lỏi vào gặp Đức Thầy cho bằng được, Thì số ấy bị tra xét giấy tờ, làm khó dễ đủ điều để giải tán họ. Đức Thầy không cam lòng nhìn cảnh người tín đồ vì thương Thầy mà phải chịu lắm điều lao khổ. Ngày 20 tháng 6 năm 1941, Ngài viết thêm bài Tạm ngưng lý lẽ. Gặp lúc trung chuyên lắm buộc ràng, Cảm tình bổn đạo tiếng riêng thang, Tạm ngưng lý lẽ trong cơn túng, Xin chớ ưu sầu cuộc dở gian nghĩ cuộc đời lương tâm càng cố gắng lòng ta sao rối rắm cuộc tầm tư vì đâu nên nổi hững hờ với người tha thiết đợi chờ ngoài sông ba tháng sau và một buổi chiều đức thầy trông về hướng tây sắc mặt lỗ nét buồn tôi muốn được ngài chỉ giáo hay có thể ngài chia sẻ được chuyện gì nên đến gần ngài thưa hỏi. Bạch thầy, mới như vậy mình chịu chưa muốn nổi. Sao nghe thầy còn nói khổ với thảm ngày nay có mấy? Sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Vậy thì làm sao tín đồ và chúng sanh chịu nổi đây thầy? Đức thầy nghiêm giọng nói lớn. Tôi sắm cây dù không thể che được kèo cán cho nó hay sao? Ngài nói tiếp, dịu giọng hương. Tuy nhiên, kèo cán ý phải ở trong cây dù. Đặc sắc làm sao? Đức Thầy chẳng dùng nhiều lý lẽ mà tạo niềm tin vững chắc cho muôn triệu tín đồ. Đức Thầy mở ra mối đại đạo, Ngài ví như sắm một cây dù. Không nói đâu xa, ít nhất cây dù phải che chở được những cọng kèo dù và cây cán dù. Đạo Ngài cũng phải bảo vệ che chở được cho tín đồ trong đạo. Nhất là những tín đồ trung kiên, chí cốt. Người tín đồ an lòng dù cho cảnh khổ tới đâu. Người an trú trong chánh đạo sẽ được yên ổn. Đức Thầy còn nhắc nhở điều tối cần thiết là kèo cán ấy phải ở trong cây dù thì mới hưởng được sự che chắn của cây dù ấy. Còn ra ngoài thì cái dù làm sao mà che chắn cho tới được đó là điều cụ thể trên thực tế mà hàm ẩn sự huyền nhiệm ở tâm linh người chệch ra ngoài cái đạo thì phật và thầy có thương lắm cũng không thể nào cứu vớt được tôi rất tâm đắc mẫu chuyện này niềm tin trong tôi đối với đạo với thầy tăng lên gấp bụi tôi chia sẻ mẫu chuyện tuyệt vời này đến với mọi người theo ông Nguyễn Thành Nhân. Chuyện thứ 284 Sao bỏ rơi họ được? Ông Tạ Thu Thâu từng là du học sinh ở Pháp. Về nước, ông nổi tiếng là nhà chí sĩ ái quốc. Ông nhận định Đức Quỳnh Giáo Chủ là một nhà ái quốc chân chính, trẻ tuổi, tài ba, cây đại thụ trong phong trào chống xâm lăng, giành độc lập. Khoảng trung tuần tháng 8 năm 1944, ông Tạ Thu Thâu thân hành đến văn phòng Việt Nam độc lập dẫn động hội để gặp Đức Thầy. Trong lúc trao đổi quan điểm, ông Thâu có lúc đặt câu hỏi với ngài. Tôi thấy hầu hết tín độ của giáo chủ là thành phần nông dân ít học, làm sao thực hiện nổi công cuộc giành độc lập cho nước nhà? Đức Thầy mới đáp lại cho ông. Trong xã hội, có nhiều thành phần. Quý ông đã lựa chọn giới có học thức và thu nhận họ vào đảng, bỏ rơi đám người nông dân đó. Cho nên tôi phải cứu vớt họ. Chứ không lẽ bỏ rơi luôn sao? Họ là những chúng sanh, là người dân Việt Nam của chúng ta bị áp bức bóc lột. Và tôi chắc chắn rằng họ sẽ đóng góp rất nhiều cho công cuộc đấu tranh giành độc lập cho nước nhà trong thời gian sắp tới như thế cũng chẳng khác nào các ông lựa chọn chén kiểu chén sứ, bỏ lại chén sành nồi đất. Vì vậy, tôi có bổn phận lo cho nhóm người thất thế trong xã hội này, đồng thời dìu dắt họ vào con đường đạo đức tu hiền. Sau đó, tôi còn dẫn dắt họ vào con đường phục vụ quốc gia dân tộc. Theo ông Thành Nam, Đố Từ Bi, số 5 chú thích. Ông Tạ Thu Thâu sinh năm 1905 tại Thốt Nốt, Long Xuyên. Khi ông đang xuất dương du học bên Pháp, hay tin nhà chí sĩ Nguyễn An Ninh bị thực dân Pháp bắt giam tại Sài Gòn. Ông cùng số du học sinh tổ chức biểu tình trước điện Elize, yêu cầu thả ngay nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, nên ông bị trục xuất về nước. Thời gian sau, ông cùng một số sinh viên lập ra tờ báo La Lute do ông làm chủ bút, mục đích đấu tranh giành độc lập cho nước nhà. Ông từng vào tù ra khám, rồi bị người học trò thân tín ra tay sát hại tại cánh đồng Dương Liễu trên bờ biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi. Vào tháng 9 năm 1945, lúc ông mới 39 tuổi. Chuyện thứ 285 Về ăn, mặc, ở, ngủ nghỉ A. À, về cái ăn Ngày 18 tháng 4 năm 1940, năm Canh Thịnh Đức thầy thuyết pháp tại nhà ông Hương Bổ Thạnh Bà nội bác sau viên có đến nghe Về nhà, bà thuật lại với con cháu Và kết luận một câu có vật thầy tái sanh. Bác sau viên lúc ấy mới 21 tuổi. Nghe bà nội nói, hôm sau, bác tìm đến chỗ đức thầy. Tới nơi thấy người ta đông nghẹt, bác phải chen lắm mới vào được. Bác nói có lẽ do thấy mình ăn mặc sạch sẽ nên thiên hạ mới nhúng nhường. Khi vào được gần tới chỗ đức thầy, chỉ còn cách vài người, bác cúi đầu xuống chào thì đức thầy cũng gật đầu chào lại, rồi ngài nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở phía sau và nói: "Bây giờ là 2 giờ rồi." Tôi không biết chiều nay ông Bộ Thạnh cho tôi ăn gì đây. Tôi ăn rau rác gì cũng được, miễn sao tôi sống đặng độ đời. Chứ không phải tôi sống để ăn như người ta. Mới chiều là tính tới ngày mai ăn cái gì rồi. Vừa nghe, bác mắc cỡ quá. Vì bác có cái tánh đó, nên tự nghĩ. Chắc ông Đạo này, ông nói móc mình quá. Đồng Đạo Bảy nhàn ở Dương Hồng Phú Vĩnh Tân Châu là người đang gợi chuyện cùng bác Sáu Viên để bác từ từ kể lại những chuyện này mà chính bản thân bác đã nhận sự chỉ giáo từ Đức Thầy trong những năm tháng ấy. Đồng đạo Bảy Nhàn mới hỏi bác Sáu Bộ hồi đó bác kén ăn lắm sao? Bác Sáu xác nhận Ừ như thịt heo bác muốn ăn chỗ thịt sườn mà mua chỗ khác là bác không ăn. Cho nên Bác ghi nhớ lời Đức Thầy dạy. Đối với người tu thì ăn cần để sống. Còn người không tu thì ăn cần ngon. Ăn để sống thể như có người ăn cơm cá cũng kể như săn nhớt làm cho máy chạy. Chứ đừng đem rượu bia, dầu thơm đổ vào thì máy hư không chạy được. Đó là nghịch lý chủ yếu là ăn uống cho hạp vệ sinh, hạp dây cơ thể để có sức khỏe, làm lợi ích cho đời. B. Về cái mặt Bất ngờ Đức Thầy nhìn bác, rồi nói lớn trước đám đông. Người ta không tu thì cần mặt đẹp, còn người tu hành thì cần mặt sao cho ấm thân. Bác Sáu nói, Hồi còn trẻ, bác cũng kén cái mặt lắm bác không mặc giải đen được, chỉ mặc lụa hay giải trắng mà thôi. Một tháng, á bác hớt tóc hai ba lần, nhìn thấy đức thầy mặc áo dạc mẻ nhuộm già, tóc đệ tới dai là bác thấy không sao chịu nổi. Nghe đức thầy phân tích về cái mặt, bác thầm phục đức thầy. Nhưng bác nói trong bụng là theo ông đạo này không nổi đâu. C. Về việc ngủ Đức Thầy giảng tiếp. Biết tu hành thì ngủ cần khỏe, còn người không tu thì ngủ cần chỗ sang. Bà con biết làm sao mà ngủ cần sang không? Vì thân mình bề ngang có năm sáu tấc mà gian cái mùng tới hai thước vuông. Còn ngủ cần khỏe là sao? Cái chỏng bề ngang bảy tám tấc, giăng cái mùng cao chừng một thước ba là đủ thoáng khí cho dễ thở là được rồi. Chẳng đợi chi cái mùng lớn cả hai thước. Chính bác vô tới phòng đức thầy, thay cái giường đức thầy ngủ. Chỉ bằng cái giường nơi nhà thương vậy. Dê, về, về cái ở. Và đức thầy tiếp tục giảng. Còn tới nhà cửa cũng vậy, không đợi ở nhà tường hay nhà lầu cao sang, mà nhà tranh vách đất cũng được nên nhà phải cao ráo sạch sẽ thoáng khí đừng để ẩm thấp dơ giấy vậy gây bệnh hoạn tóm lại con người cần phải ăn ở giản dị sạch sẽ ít ham muốn biết đủ tu hành cho sáng suốt tinh tấn là được rồi d về cách ăn xài đồng đạo bảy nhàn hỏi tiếp bác sao viên Hồi gặp Đức Thầy, Ngài có dạy bác cách làm ăn ra sao không? Bác Sáu chậm rãi kể lại. Lần thứ hai, bác gặp Đức Thầy đi khuyến nông dưới gò quao rạch giá. Thì Ngài có dạy về việc làm ăn và ăn xài như sau. Hồi chưa biết tu, làm 10 công ruộng, một năm xài khoảng 1.000 đồng. Bây giờ biết tu rồi thì làm hai chục công, mà tiêu xài chỉ 500 đồng thôi, nghĩa là làm bằng hai mà xài bằng nửa. Mình biết đạo nghĩa nên phải có cái chỗ tương thân tương ái với nhau giữa tình đồng đạo như con một cha. Nên mới làm bằng hai mà xài chỉ phân nửa là vậy. Đồng đạo bảy nhàng suy nghĩ. Mình sinh sau thời đức thầy giải đạo đến 20 năm. Khi lớn khôn, thì Ngài đã vắng mặt ngót 30 năm. Nay còn nghe được lời Đức Thầy Giáo Quấn một cách rành rẽ về các việc của người tu là nhờ một bậc tín đồ cao niên mà tôn trọng lời Thầy chặt dình đạo nghĩa mới đủ minh mẫn truyền tải cho thế hệ em cháu những lời châu Ngọc của Đức Thầy. Theo Trần Thanh Nhàn Phú Vĩnh Tân Châu Chuyện thứ 286 Nhận mẫu chuyện ngắn Nấu canh cải Lúc Đức Thầy ở tại 150 đường Le Ferre, Sài Gòn Bữa nọ, gần 11 giờ trưa, mấy cô nhà bếp dọn cơm lên mời Đức Thầy và số đồng đạo Trong mâm cơm có món canh, Đức Thầy mới hỏi cô ký giỏi Cô Diệu, bữa nay nấu canh gì vậy? Cô ký đáp, dạ, canh cải. Đức thầy nói tiếp, ý nhắc dạy. Nấu canh cải, đãi ăn thì được. Còn đạo của tôi dạy, sau này đừng có ai canh cải nghe. Theo cô, triệu thị dạng, tức cô ký giỏi. Trong giới nữ tín đồ, chỉ có cô ký được đức thầy cho pháp danh là diệu giác. Nêm canh ngày kia tại văn phòng số 8 góc đường Sohie Miche, Sài Gòn. Trong lúc nhàn rỗi, nghỉ ngơi, anh em đồng đạo mới ngồi lại trao đổi chuyện đạo đức. Lúc sau, có chuyện bất đồng nên tranh cãi hơi lớn tiếng. Từ trên lầu bước xuống, Đức Thầy đi ngay lại bàn của các ông và Ngài nói Nấu canh, một người nêm thì ngon, nhưng nhiều người nêm quá thì hư nồi canh. Cuộc tranh cãi dập tắt, mọi người lặng thinh. Nhưng bài học ấy đến ngày nay cũng còn nhiều người chưa lãnh hội. Làm sao? Bàn thì bàn, nhưng đừng cho có cãi. Theo ông Phan Văn Dứt, Mỹ Hội Đông. Độ người mạnh ăn Năm năm xa cách quê hương, sẵn dịp đi kinh lý. Đức thầy về hòa hảo thăm tổ đình, đức ông, đức bà nghe tin Đức Thầy lập ra bộ đội Nguyễn Trung Trực, tham gia kháng Pháp ở miền Đông. Ở gần đấy, có anh Hai Giót tình nguyện xin theo. Nhưng anh này tướng dạm dở, ăn rất khỏe. Một lần đi làm rễ, có hôm bên nhà gái, đãi chè, anh ngon miệng, ăn hết 80 viên chè sôi nước. Ai nấy giật mình, làm anh mắc cỡ, bỏ luôn việc cưới vợ, đi theo đức thầy anh đảnh nhiệm vụ nấu cơm, bữa nào cũng ăn sao. Một hôm, Đức Thầy đi xuống nhà bếp, bảo anh. Chú nấu riêng cho thầy nồi cơm. Anh để ý thấy trước khi ăn, Ngài bới vừa riêng hai chén cơm và một con khô cá sặc bổi. Rồi Ngài kêu anh, nói. Chú ăn đi, tôi chừa cho đó. Anh giót nghĩ. Mình ăn thì nhiều, mà thầy chừa có hai chén ăn làm sao cho no thôi để sao ăn luôn cho tiện ngài liền dục giả cứ ăn đi không hết đâu mà lo vì sợ đức thầy nên anh ngồi ăn tính nếu hết thì vô bếp bới thêm cho đủ bữa thế mà lại làm sao chỉ còn một chén cơm mà anh ăn hoài không vô từ đó mỗi bữa anh ăn bình thường lại như mọi người. Anh nghĩ chắc Đức Thầy đã độ cho anh. Theo anh hai giót. Thầy chỉ dụng lòng. Có một tín đồ từ Sa Đéc đi thăm Đức Thầy ở nhà ông Hương Bộ Thạnh. Người ấy mang theo trái cây ngon ở miệt vườn. Sau khi chào hỏi Đức Thầy rồi, người ấy chạy ra sau, tự tay chặt trái dừa tươi rót ra ly rồi bưng lên với dĩa trái cây, trịnh trọng thưa. Con xin mời thầy dùng trái cây. Đức thầy nhận lời mời của người tín đồ, ngài bưng ly nước dừa, hớp một ngụm, rồi đặt cái ly xuống, nói. Đến thăm thầy là được rồi, chớ bài dễ như vậy. Theo ông Tuệ Đẩu, đuốt từ bi, số 6. Con gì đọc? khoảng tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, nơi giết trường kỷ đặt giữa nhà khách tổ đình, Đức Thầy ngồi nói chuyện cùng các vị cựu tín đồ. Ông Quảng Diệp, ông Biện Đài, ông Chủ Cư. Đang trong lúc nói chuyện ấy, Đức Thầy bỗng đưa ra câu hỏi. Các ông biết ăn con gì đọc hơn hết hay không? Một người đứng ra kể. Bà Thầy, con trích đen, À, con rắn hổ long đức thầy nói cắt ngang không phải tôi nói cho mấy ông biết chỉ có con lương là độc nhất chính vì sức mạnh của đồng lương mà người ta ném ra mướn các ông làm điều phi pháp vô đạo như cướp của giết người lớn hơn là gây nên chiến tranh tan tóc vì vậy nó mới là thứ độc nhất bấy giờ quý vị cử tính đồ mới ồ lên vì hiểu thêm con lương có gờ là con gây ra biết bao chuyện độc hại trong khi trước đây ngài dạy con lương có gờ là lương hiền và chỉ có lương hiền và trốn kỹ như con lương mới được sống sót mà thôi cho nên lời thầy dạy phải suy nghĩ từ nét dấu là thế theo ông lâm chân sâm anh em ruột với ông Lâm Thơ Cư. Chuyện thứ 287 Ngon bởi lòng thành Ngày 22 tháng 7 năm 1945, năm Ất Dậu, trong lịch trình đi khuyến nông, Đức Thầy về diễn thuyết tại sân vận động tỉnh Sa Đéc. Kết thúc buổi nói chuyện, Đức Thầy và đoàn người cùng đi đến nhà ông Cả Khoái. Ở đây có tổ chức đãi đằng tương tất và có dòng rào giữ trật tự rất nghiêm nhặt ở gần có một gia đình tín đồ rất nghèo nghe tin đức thầy về nhà chỉ còn có con mắm lóc lo chân sẵn đâu đó chờ trưa thầy về ăn cơm thì đem đến để dâng cho thầy tới nơi thấy nhà cửa ông cả canh phòng quá nghiêm người ra kẻ vào đông đảo không biết làm sao mà vào được bưng dĩa mắm chân mà thất vọng thiểu não mình đã hết ý, giờ trở thành công toi rồi, biết liệu làm sao? Người ấy còn đang đứng sơ rớ, thì nghe bên trong nhà có người đi ra bàn tán xì sao Giờ này làm sao đi chợ mua mắm lóc về chân cho kịp, ít nhất cũng nửa tiếng đồng hồ mà chưa chắc kịp. Nghe rõ ràng như vậy, nên người tinh đồ nghèo liền lên tiếng. Mấy anh khỏi đi mua, tôi có làm mắm chân sẵn đây nè. Mấy người ấy như bắt được vàng Mừng rỡ nói là Ý đức thầy muốn có món mắm cho ngài Thôi vậy ông bưng vô đi Họ vừa vẹt lối Dẫn người tín đồ ấy vào nơi bàn đức thầy đang dùng cơm Khi người tín đồ dâng lên món mắm Mời thầy dùng Mà run run nói chẳng nên lời Đức thầy nhìn anh với vẻ thân thương Ngài tiếp lấy vẻ ân cần Rồi dùng đũa gấp ăn ngay một miếng Và tấm tắc khen mắm này chân rất ngon. Cảm ơn. Người tín đồ mừng khắp khởi trong lòng. Cúi chào Đức Thầy rồi đi như chạy về nhà. Đức Thầy cũng gắp thêm món mắm một lần nữa rồi để đũa xuống. Trong lúc tại bàn còn nhiều món ngon thịnh soạn mà người chủ nhà rất mong mỏi được ngài ghé mắt tới. Lúc ấy, tôi ở trong nhóm giữ trật tự, đứng gần đó nên chứng kiến mọi việc và nhớ mãi như in về cách Đức Thầy chứng minh cho tấm lòng thành của gia đình một tín đồ nghèo khó. Ngài đã ban cho họ niềm an ủi, không bút mực nào tả xiết. Theo ông Thái Hòa, tức Lê Văn Vui. Chuyện thứ 288 Có cảm, có ứng Khi hay tin ngày 24 tháng 5 năm 1945, Ất Dậu, Đức Thầy về diễn thuyết tại nhà bàn, Tịnh Biên nên sáu người thanh niên đồng trang lứa rủ nhau đi gặp đức thầy một lần cho biết thế là họ câu tay nhau cởi áo cột vào lưng chạy bộ từ bà bài làng vĩnh ngôn đi vô hướng núi két tuy nhiên họ mới tới núi sam thì nghe tin xe đức thầy đã về châu đốc đang ở nhà ông xã lê công bộ khi sáu người này đến nhà ông xã thì được bà xã bộ cho biết đức thầy đã lên xe về long xuyên rồi mời mấy cậu vào nhà dùng cơm hơi sức đầu mà chạy theo xe cho nổi thôi đừng chạy theo nữa chờ dịp khác đi sáu người thanh niên nhìn nhau vẻ nhất trí không chịu dừng mà quyết chạy theo may mắn làm sao chiếc xe đức thầy đi tới chợ ba tiệm cách châu đốc trên dưới 10 cây số thì xe chết máy nằm y một chỗ lúc anh tài xế đang lo lui cui sửa chữa thì sáu người thanh niên cũng vừa chạy tới tại đây họ gặp người thanh niên cao ráo đang đứng bên đường thấy sáu người người thanh niên ấy hỏi mấy anh chạy đi đâu mà thở gấp vậy họ đáp là nghe đức thầy về đài thuyết pháp trong nhà bàn chúng tôi muốn gặp mặt cho biết nhưng khi tới núi sam thì nghe ngài đã ra nhà ông xã bộ Chúng tôi chạy ra châu đốc thì được biết là xe đã đi về Long Xuyên nên chúng tôi cố sức chạy theo được tới đây. Lúc này, Đức Thầy mới tự nhận. Người mấy anh muốn gặp là tôi đây. Mai mốt đừng dại dột chạy theo như vậy nữa mà Đức hơi đó nghe chưa. Cả sáu người mừng quá, cúi đầu thi lễ. Còn anh tài xế mãi lây hoay mà máy xe vẫn không chịu nổ. Trong số 6 người thanh niên ấy, có một người là thợ máy giỏi. Anh xin vô sửa tiếp. Anh lên kiểm tra một chút, thì rô máy nổ giòn. Thầy trò bệnh rịnh chia tay. Đức thầy cho biết. Vậy mà sao họ được thành thần? Thật là có cảm thì có ứng. Đức thầy không phụ bỏ một tín đồ nào. Cho dù từ nơi đại cát đến chốn xá liều theo ông Trương Văn Sườn, Tân Châu. Chuyện thứ 289 về điều ứng nghiệm Ngày 23 tháng 5 năm 1945, Đức Thầy đi khuyến nông đến làng Giang Biên, Khánh Bình, quận An Phú, tỉnh Châu Đốc, nơi ấy gần nhà ông nội của tôi. Vì ông tôi có quen thân với quý sư bên nước Campuchia, người dân thường gọi là nước miên nên được các vị ấy cho biết là vị sư cả của họ nói phật đã về miền tây của nam việt nên chúng tôi tìm qua đó để nghe ngài thuyết pháp thời ấy ông nội tôi là dân tây học biết nhiều ngoại ngữ vì tự cho mình là người thuộc hàng trí thức nên ông tôi không dễ tin mà đi theo những vị sư ấy liền nhưng ở nhà ông cũng làm một phép thử ông giọng bàn hương án trước sân như đầy đủ nhang đèn, bông nước, rồi ông khấn nguyện: "Nếu thầy Tư Hòa Hảo là Phật, xin chứng minh cho tôi uống chung nước cúng này, giải được bệnh nghiện áp phiện thì tôi nguyện hiến thân cúng dường cho Phật." Lạ lùng thay, hôm sau cơn nghiện chẳng còn hoành hành như mọi ngày, để thử cho chắc ý, ông lấy số thuốc viện còn lại, ngửi vào thì bị buồn nôn không chịu nổi nên ông dẹp hết thuốc và dụng cụ hút sách rồi quyết tâm tìm đến đức thầy để thọ giáo quy y tuy nhiên bản tính tự cao vẫn còn trên đường đến gặp đức thầy ông định bụng sẽ tiếp chuyện toàn bằng tiếng tây để thử ngài đến nơi thấy quần chúng tới quy ngưỡng rất đông lòng tự trọng không cho phép ông chen lớn với họ đành đứng bên ngoài chờ đợi bất ngờ nghe tiếng Đức Thầy gọi đích danh. Ông Sáu Kha, ông có đại nguyện được Phật chứng cho rồi. Sao còn đến quy y làm chi nữa? Ông tôi kinh ngạc quá đổi. Đức Thầy và ông chưa gặp nhau lần nào. Việc ông đặt bàn quy y phát nguyện cách đây cũng khá xa. Mà sao Thầy Tư biết rõ và nói lên chính xác như thế? Ông đứng như trời trồng. Tiên mẹ đẻ còn không nói nổi một câu nói gì đến tiếng Tây, tiếng U. Rồi như phản ứng tự nhiên, ông quỳ xuống định lại, thì Đức Thầy đã đỡ ông lên và nói Thôi, đừng lại, ông hãy đứng lên. Theo ông Huỳnh Văn Góp Chuyện thứ 290 Có duyên với Phật Tôi ngồi trên căn lầu số 168 đường Lefebvre, Sài Gòn, hồi tưởng lại nhân duyên tôi theo đạo một hôm tôi đang đi chơi trong xóm thuộc xã đồn điền quận kiên lương tỉnh kiên giang nghe có tiếng người ngâm thơ tôi dừng lại vào nhà mượn xem đó là thi thơ gì tôi mới biết đó là quyển giác mê tâm kệ của đức huỳnh giáo chủ đạo phật giáo hòa hảo đọc lướt qua tôi thấy hay nên mượn về nhà đọc cho kỹ hơn Lòng hâm mộ khiến tôi miệt mài đọc một lần, rồi đọc một lần nữa đến 12 giờ trưa hôm sau. Tôi nghĩ rằng người viết ra quyển giảng này nhất định là đấng giác ngộ cứu đời, nên tôi thành tâm quỳ xuống giữa nhà, tay cầm quyển giảng đưa lên trán khấn nguyện, cầu trời Phật gia ân cho con được gặp người viết ra quyển giác mê tâm kệ này, con chí nguyện tu theo Nửa tháng sau, tôi nghe người trong xóm nói, ngày 16 tháng 5 năm 1945 ất dậu, Đức Thầy Hòa Hảo sẽ về đài khuyến nông ở Rạch Giá. Tôi nôn nóng mong chờ cho đến ngày ấy để được gặp mẫu người thông tuệ mà tôi đã ngưỡng vọng Được sự ưng thuận của cha mẹ tôi, nên tôi tranh thủ đến trước một ngày để đón ngài. Bảy giờ sáng hôm sau, có hai chiếc xe hơi một chở người Nhật đi đầu và phía sau là một chiếc xe màu già dừng lại trước ban trị sự tỉnh Rạch Giá. Ban tổ chức thỉnh phái đoàn vào căn nhà giữa. Tôi liền núp vào cánh cửa ở hông nhà nhìn lên cho rõ. Người thanh niên có tướng mạo cao ráo đẹp người bước ra từ chiếc xe màu già. Người ấy dùng tay ngoắt nhưng tôi hồi hộp lo sợ, không dám nhìn nhưng nheo lại một con mắt để cố thấy tiếp tôi thấy các cụ lão thưa với người ấy và xưng hô là thầy thưa thầy như vậy là nó lỗi lắm ngài nói với mấy ông trong ban trị sự người này có duyên với tôi đâu nhìn coi có phải như vậy không và ngài gọi tôi đến gần có ông trong ban trị sự nhắc tôi khoanh tay cúi đầu chào thầy. Đức thầy hỏi tôi, nhìn kỹ coi có phải như vậy không? Tôi tự nhiên đáp lại mà không cần suy nghĩ. Phải. Đức thầy giải tiếp, nếu phải thì chuẩn bị đi theo thầy. Thầy dạy chỉ cho tu hành bưng nước. Thôi, về nhà xin phép cha mẹ đi. Các ông trong ban trị sự mới dây lại hỏi tôi. Nguyên nhân nào chú em được diễm phúc như vậy? Chú em năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi đáp, tôi nay 17 tuổi. Đúng là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Sau đó, tôi về nhà xin phép với cha mẹ cho theo Đức Thầy lên Sài Gòn. Ngày nọ, Đức Thầy gọi tôi lại hỏi, từ ngày theo thầy đến nay, xem sấm giảng của thầy hết chưa? Tôi đáp lại là, đã xem hết rồi. Đức thầy hỏi tiếp, vậy coi có thấy thầy để trong ấy mấy bản có biết không? Tôi đáp, dạ con không thấy. Thầy mới nói cho tôi biết, trong sấm giảng thầy chỉ rõ có hai bản, một là bản phong thần, hai là bản vàng dành cho người trung quân chánh trực. Một ngày khác, Đức Thầy lại hỏi tôi, nói cho Thầy biết biển trần khổ bề ngang bề dài bao nhiêu, bề thâm hạ bao sâu. Tôi mới xin với Đức Thầy, thưa Thầy, cho con 10 phút suy nghĩ. Đức Thầy mới nói luôn, để con suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Muốn biết bể trần khổ bề ngang, là phải đo từ vai trái qua vai phải bề dài bể trần ai thì đo từ sau lưng tới trước ngực còn thâm hạ đo từ trán tới chân đo như vậy mới biết ý thầy dạy sâu xa mà lúc ấy vì sợ sệt nên tôi không dám hỏi thêm cho rõ sau đó đức thầy tiếp tục hỏi tất cả Bà con có biết lấy cái gì để đo lòng người không? Có một gì tính đồ thưa. Thưa thầy, con thấy cài dao có câu dò sông dò biển dễ dò. Có ai lấy thước mà đo lòng người? Xin thầy dạy cho làm sao mà đo được lòng người. Đức thầy tươi cười rồi nói. Cái này dễ lắm. Đem đồng bạc ra đo thì biết rõ lòng dạ con người. Tốt hay xấu, sâu hay cạn ngày kia có số tín đồ lên thăm đức thầy họ ở trọ đâu gần đó tới bốn giờ chiều mới lại chỗ văn phòng cùng nhau bàn luận đạo lý đức thầy vào ngồi chung ngài thăm hỏi việc dưới quê rồi dạy sang việc đạo ăn cơm có canh tu hành có bạn nhưng tôi nói cho bà con biết tín đồ của tôi cả triệu vậy mà sau này còn có hai người bà con có biết hai người là hai người nào không trong số bạn tôi có anh đáp thưa thầy tôi nghĩ chắc còn lại mình thầy đức thầy nói không đúng tôi làm thầy thì chừa ra còn tôi hỏi tín đồ của tôi còn lại hai người là hai người nào một hồi lâu không ai trả lời được đức thầy mới giải đáp tín đồ của tôi còn lại hai người, một trung và một hiếu mà thôi. Còn ai văn võ tài ba, dù lỗi lạc đến đâu, không tu đều chết hết. Nếu mua người làm được thì sống cả mua người. Các ông hãy ráng nhớ. Theo ông Năm Soái Hà Tiên Lúc Đức Thầy đang diễn thuyết về công tác khuyến nông tại tỉnh Châu Đốc, nói chuyện thêm lúc gần cuối buổi diễn thuyết, đức thầy cho biết, tuy nay thiên hạ đông đảo rần rộ, nhưng đến ngày lập hội chỉ còn lại hai người thôi. nghe vậy, tôi lấy làm lo lắng, liền hỏi, ờ, bà thầy trong hai người ấy là gồm có ai? đức thầy cho biết, hai người ấy là một người trung và một người hiếu. nhân đây tôi càng xác tính thêm đạo của đức thầy chú trọng nhất vào hai điều trung là một lòng một dạ với tam bảo với đất nước với đồng bào nhân loại và hiếu là hết lòng báo bổ với tổ tiên ông bà cha mẹ là tứ đại trọng ân đáp đền trọn vẹn tứ ân là hoàn thành nhân đạo thì đủ điều kiện dự hội lông hoa Sống đời thượng ngoan thánh đức, nên đức thầy nhiều lần khẳng định, tín đồ của ngài chỉ còn lại hai hạng người là trung và hiếu mà thôi. Theo ông Trịnh Công Dung, hội trưởng ban trị sự tỉnh Châu Đốc. Kính mời quý vị xem phần tiếp theo. Xin kính chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và an lạc nam mô a di đà phật